Rồi, em xin chào nhà nha. Những một con cơ ha. Thì cơ em sẽ báo cơ nha. Cơ sinh cổ năm nè. Thì con này cái dáng nó là dáng huynh tẹt dáng xưa á. Anh em hay sưu đầm nè. Dòng chuẩn hãng sinh cô á. Là chốt mấy này. Cơ ha, sinh cô năm 17 nhân kính nha. Lịch gốc 3 giờ lịch ngày lịch thứ luôn. Con này là kính zin đó luôn á. Nè, kính nó chữ nè, sinh cô đây nè. Kiểu chén gương á nè. Automatic nè. Thì nó có điểm nhắn góc 6 giờ góc 12 giờ ha. Ở giữa là cái ký hiệu Seiko 5 này. Đang chạy rất mướt nha. Con này chạy ra chuẩn ha. Bên hông ở đây. Dán rất là độc luôn. Anh em mà hay sưu tầm dòng Seiko chuẩn hãng á, chuẩn hãng Seiko chốt mấy này đúng. Dây khóa zin đó nè. Độ mới còn cao nha. Nó thuộc dòng cổ mà còn mới gì là biết rồi. Thì con này chạy máy là 7009 ha. Chốt cho nhà xe máy trong cũng có là số khắc 7009. 7009 nha, kiểu thông số của nó đó. Seiko mặt sau đáy sấy nha. Dây con này còn dài lắm, dây nó biết con này sao mà dây chưa cắt dây luôn, lên tay quẩy này. Anh em tay 17 đổ về đi, nếu mà đeo dạng cổ cổ dáng vintage dáng xưa, hoặc là anh em tay to mình thích quầy cổ mình muốn đeo mà đeo ha. Form này nếu đúng 17 đổ về đeo đẹp nha. Ngày xưa thì tay to nhỏ cũng phải đeo vậy thôi, tự cái form nó vậy rồi. Đây, con này em cho nhà xe máy ha, đo size nữa cái xe ngang con này thì 36 đứng luôn là 42 mỏng 11.3 kính zin không sức mẻ nha. Thì đây có vết đây nè, vết này kiểu vết ma sát chứ không có xước nặng gì đâu. Nên em kỹ về bule cộng thôi, mình để gì luôn, để gì xài luôn cũng được ha. Nó hàng xì mà kiểu cái kính zin của người ta, chẳng lẽ mình đi đi thay hoặc là nói chung đánh bóng thôi, kiểu đánh chỗ này xíu thôi. Còn nó là nguyên zin nó luôn. Đây, cho nhà xem máy nè. Này máy chuẩn Senko quá nha. Đây. Đó. Trong máy có dập chữ Senko đây. Đó. Chữ Senko ha. Sao băng nè. Sao băng đây nè. Thì cái thông số nó nè. Đó. 17 chân kính. Chạy máy 7009 nè. 7009A ha. Bánh tốc rồi này. Đang chạy rất mướt luôn nha. Cái máy mà nó đời xưa mà nó còn dính bụi gì vậy? Đời xưa mà nó còn mới nè. Thấy à. Nhìn chắc mấy cỗ máy chạy siêu bền nha, có máy chạy mười mấy năm chưa xin nhê. Cái mặt sau nhà thấy uy tín nè. Cho nhà xem mặt sau nó thuộc dòng cũng hơi cổ mà mặt sau còn đáy sấy mà còn gì, dây khóa zin ha. Thông số đủ đó. Khóa dập hiệu hết rồi. Một con Senko 5 automatic nha. Dòng cổ cổ ấy, anh em thích kiểu sưu tầm dáng vintage dáng xưa đó. Siêu bền mấy này. Rồi con này em bán nhà giá là 1.450.000 vậy. 1.450.000 mã H24 ha. 1.450.000 mã H24. Bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha. Còn nếu tin tưởng em á, chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi em xin chào nhà nha.